cập nhật những diễn biến mới nhất chiến sự Nga-Ukraine có trong ngày 9 tháng 9 năm 2024. Giao tranh ác liệt tiếp diễn tại Ukraine. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine báo cáo 148 cuộc đụng độ trong ngày qua với 60 cuộc không kích và 2.768 cuộc pháo kích từ phía Nga. Các mặt trận Kharkiv, Kupiansk và Liman chứng kiến nhiều cuộc tấn công quyết liệt. Tình hình căng thẳng tại hướng Pokrovsk, lực lượng Ukraine đẩy lùi 29 đợt tấn công của Nga, gây thiệt hại nặng nề cho đối phương với 314 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến và nhiều thiết bị quân sự bị phá hủy. UAV Nga xâm phạm không phận Latvia và Romania, hai quốc gia thành viên NATO ghi nhận sự việc UAV Nga xâm nhập lãnh thổ, gây ra lo ngại về khả năng mở rộng xung đột. NATO lên án mạnh mẽ hành động này. Ukraine phát triển bom lượng chính xác cao, loại vũ khí mới có tầm bắn 65 km được đánh giá là vũ khí chủ chốt trong chiến dịch tấn công mục tiêu của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận Ukraine đã sở hữu vũ khí tầm xa. Kế hoạch 3 giai đoạn chống UAV của Ukraine, quốc gia này đang phát triển hệ thống phòng thủ toàn diện chống lại UAV Shahed của Nga, với giai đoạn cuối cùng là tạo ra sát thủ Shahed có tầm hoạt động lên đến 500 km. Căng thẳng quốc tế về thông tin Iran chuyển hỏa tiễn cho Nga, Mỹ và Ukraine bày tỏ quan ngại sâu sắc trong khi Iran đưa ra các tuyên bố mâu thuẫn. Ukraine kêu gọi phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa để đối phó. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Kính chào quý vị đang quay trở lại với những cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine và những chuyển động quốc tế đáng chú ý 24 giờ qua trên kênh The Strong Post. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, tình hình chiến trường tại nước này vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với các cuộc giao tranh ác liệt xảy ra trên nhiều mặt trận. Đáng chú ý nhất là tình hình tại khu vực Pokrovsk, nơi lực lượng phòng thủ Ukraine đã phải đối mặt với nhiều đợt tấn công dữ dội từ phía quân đội Nga. Trong ngày qua, đã có tổng cộng 148 cuộc đụng độ quân sự được ghi nhận trên toàn tuyến. Quân đội Nga đã tiến hành 60 cuộc không kích, sử dụng 79 quả bom có điều khiển cáp, thực hiện 473 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Kamikaze và 2.768 cuộc pháo kích vào các vị trí của quân đội Ukraine cũng như các khu vực dân cư. Tại hướng Kharkiv, lực lượng xâm lược đã thực hiện 3 cuộc tấn công gần Volchansk. Quân đội Ukraine đã đẩy lùi thành công 2 cuộc tấn công, trong khi một cuộc đụng độ khác vẫn đang tiếp diễn. Theo thông tin sơ bộ, phía Nga đã phải chịu tổn thất đáng kể với 59 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương, cùng với việc mất nhiều phương tiện và thiết bị quân sự. Trên hướng Kupiansk, lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 13 đợt tấn công của địch. Tuy nhiên, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW, quân Nga đã chiếm được làng Simkovka trong các chiến dịch tấn công dọc tuyến Kupiansk, Svatovo, Kremeneya. Tại hướng Liman đã xảy ra 12 cuộc tấn công của quân Nga nhằm tiến về phía các khu định cư. Hiện tại, hai cuộc đụng độ vẫn đang tiếp diễn tại khu vực này. Đáng chú ý, trên hướng Pokrovsk, kể từ đầu ngày đã có 29 đợt tấn công và xung kích của quân đội Nga bị đẩy lùi. 7 cuộc đụng độ khác vẫn đang tiếp diễn. Quân đội Ukraine đang nỗ lực thực hiện các biện pháp để giữ vững một số phòng tuyến quan trọng. Theo thông tin từ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sysky, bước tiến của quân đội Nga gần Pokrovsk đã có dấu hiệu chậm lại trong những ngày gần đây. Tạp chí Forbes cũng đưa tin rằng lực lượng phòng thủ Ukraine đang tiến hành các hoạt động phản công gần Pokrovsk, với hy vọng rằng lực lượng tiếp viện có thể giúp thay đổi tình thế trước sự tiến công của đối phương. Tình hình chiến sự tại các hướng khác như Siversk, Kramatorsk, Toretsk, Kirakovsk cũng diễn ra hết sức căng thẳng, với nhiều cuộc đụng độ và tấn công từ cả hai phía. Lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục thể hiện sự kiên cường trong việc đẩy lùi các đợt tấn công của quân đội Nga. Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, hướng Pokrovsk tiếp tục là một trong những điểm nóng nhất của cuộc chiến với các cuộc giao tranh ác liệt diễn ra trong ngày Chủ nhật. Kể từ đầu ngày, tại các khu định cư Greenfield, Vosvizhena, Novotroitsk, Grodovka, Novogrodovka, Selidovo, Marinovka và Mikhailovka,
lực lượng phòng thủ Ukraine đã thành công trong việc đẩy lùi 29 hành động tấn công và xung kích của quân đội Nga. Tuy nhiên, 7 cuộc đụng độ vẫn đang tiếp diễn, cho thấy tính chất dai dẳng và quyết liệt của cuộc giao tranh tại khu vực này. Đáng chú ý, quân đội Ukraine đang nỗ lực thực hiện các biện pháp để giữ vững một số phòng tuyến quan trọng trên hướng Bakhmut. Điều này cho thấy tầm quan trọng chiến lược của khu vực này trong bối cảnh cuộc chiến hiện nay. Về phía quân đội Nga, theo số liệu sơ bộ được Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố, chỉ trong ngày Chủ nhật, họ đã phải chịu tổn thất nặng nề theo hướng này. Cụ thể, 314 binh sĩ bị tiêu diệt hoặc bị thương, một binh sĩ bị bắt làm tù binh, 10 xe ô tô bị phá hủy, một máy bay không người lái bị bắn hạ, hai khẩu pháo bị phá hủy, hai xe tăng bị hư hại, một phương tiện quân sự khác bị phá hủy, một súng cối bị vô hiệu hóa. Những con số này nếu được xác nhận cho thấy mức độ tổn thất đáng kể mà quân đội Nga phải gánh chịu trong nỗ lực tiến công tại hướng Bakhmut và các khu vực lân cận. Tình hình chiến sự tại hướng Bakhmut tiếp tục diễn biến phức tạp và căng thẳng. Sự kiên cường của lực lượng phòng thủ Ukraine trong việc đẩy lùi các đợt tấn công của quân đội Nga cùng với tổn thất nặng nề mà phía Nga phải gánh chịu có thể sẽ ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến của cuộc xung đột trong những ngày tới. Trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn, một diễn biến mới đáng lo ngại đã xuất hiện. Máy bay không người lái UAV của Nga, thường được gọi là Shahed, đã xâm phạm không phận của hai quốc gia thành viên NATO là Latvia và Romania. Sự kiện này không chỉ làm dấy lên lo ngại về an ninh khu vực, mà còn gợi ý về khả năng Moscow đang cố gắng mở rộng phạm vi giao tranh. Theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng Latvia, lần đầu tiên một UAV của quân đội Nga bị rơi trên lãnh thổ nước này, cụ thể là tại vùng Rijeka ở miền đông Latvia vào ngày thứ Bảy. Diễn biến sơ bộ cho thấy UAV này đã xâm nhập không phận Latvia từ lãnh thổ Belarus. Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics đã xác nhận thông tin này và cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành. Đồng thời, tại Romania, một quốc gia NATO khác cũng đã ghi nhận sự xâm nhập của UAV Nga vào không phận của họ. Phó Tổng thư ký NATO Mircea Gioana đã lên án mạnh mẽ hành động này của Nga. Bộ Quốc phòng Romania thông báo rằng họ đang tiến hành kiểm tra các địa điểm mà UAV Nga có thể đã rơi sau khi bay từ Ukraine vào đêm 8 và ngày 9 tháng 9. Các chuyên gia phân tích rằng những sự việc này có thể là một phần trong chiến lược của Nga nhằm mở rộng phạm vi xung đột và lôi kéo thêm các quốc gia khác vào cuộc chiến, đặc biệt là việc sử dụng không phận Belarus để UAV xâm nhập vào Latvia có thể là nỗ lực của Moscow nhằm buộc Minsk trở thành một bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Mặc dù cho đến nay, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vẫn tỏ ra miễn cưỡng trong việc cho phép đất nước mình tham gia sâu hơn vào cuộc chiến. Sự gia tăng các vụ việc như vậy dọc theo sườn phía đông của NATO đang gây ra mối lo ngại ngày càng lớn trong cộng đồng quốc tế. Một số chuyên gia đã đề xuất rằng NATO nên có biện pháp mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như bắn hạ ít nhất một UAV của Nga để gửi một thông điệp rõ ràng về việc bảo vệ không phận của các nước thành viên. Tình huống này đặt ra nhiều thách thức cho NATO và các quốc gia thành viên. Một mặt họ cần phải bảo vệ chủ quyền và an ninh của mình, mặt khác họ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để tránh leo thang xung đột không cần thiết với Nga. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận cân bằng và thận trọng từ phía NATO và các đồng minh của họ. Trong khi cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, sự việc này chắc chắn sẽ là chủ đề của nhiều cuộc thảo luận và phân tích trong thời gian tới. Nó cũng có thể dẫn đến việc tăng cường các biện pháp phòng thủ và giám sát không phận tại các quốc gia NATO giáp biên giới với Nga và Belarus. Trong bối cảnh chiến tranh kéo dài với Nga, Ukraine đã đạt được một bước tiến đáng kể trong việc phát triển vũ khí nội địa. Theo báo cáo gần đây của tạp chí Forbes, quốc gia này đã chế tạo thành công một loại bom lượng có độ chính xác cao, được đánh giá có tiềm năng trở thành vũ khí chủ chốt trong các chiến dịch quân sự nhằm vào mục tiêu của Nga. Thông tin về loại vũ khí mới này được tiết lộ thông qua đoạn video ghi lại quá trình thử nghiệm do phi hành đoàn máy bay chiến đấu Ukraine thực hiện. Theo các thông số kỹ thuật được công bố, bom lượng này được trang bị các tính năng tiên tiến bao gồm máy gia tốc hỏa tiễn, cánh có khả năng thu vào và hệ thống định vị toàn cầu GPS. Đặc biệt, tầm quan trọng của nó có thể đạt tới khoảng 65 km, mở ra khả năng tấn công từ xa đáng kể. Forbes nhận định rằng nếu Ukraine có thể sản xuất hàng loạt loại bom này, họ sẽ có khả năng thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga với tần suất tương đương với các cuộc tấn công mà lực lượng vũ trang Nga đang thực hiện nhằm vào Ukraine bằng vũ khí tương tự. Điều này có thể tạo ra sự cân bằng chiến lược mới trong cuộc chiến.
bom lượng chính xác cao này sẽ bổ sung vào kho vũ khí ngày càng đa dạng được sản xuất tại Ukraine, bao gồm các loại hỏa tiễn hành trình Neptune, hỏa tiễn không người lái Panzernisia và nhiều loại máy bay không người lái tấn công tầm xa khác. Sự phát triển này phản ánh nỗ lực của Ukraine trong việc tăng cường năng lực quốc phòng tự chủ, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung vũ khí từ phương Tây bị hạn chế và có những hạn chế về việc sử dụng vũ khí nước ngoài sâu trong lãnh thổ Nga. Đáng chú ý, vào ngày 24 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine đã thử nghiệm thành công hỏa tiễn Light UAV Panzernisia với tầm hoạt động lên đến 700 km. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã xác nhận ý định sử dụng loại hỏa tiễn này trong các chiến dịch nhằm vào Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển khả năng phòng thủ và tấn công, chỉ ra rằng trong hơn 2 năm rưỡi chiến tranh, Nga đã phóng khoảng 10.000 hỏa tiễn và hơn 33.000 bom điều khiển cáp vào Ukraine. Ông Zelensky nhấn mạnh chiến lược ngăn chặn các cuộc tấn công bằng cách nhắm vào nguồn gốc của chúng, các sân bay quân sự của Nga. Sự phát triển này được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Vào ngày 6 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã xác nhận Ukraine sở hữu vũ khí tầm xa có khả năng tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Ông Austin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và cam kết hỗ trợ từ Washington cùng các công ty quốc phòng hàng đầu. Trong một diễn biến liên quan, Ukraine cũng đang triển khai một chiến lược đa chiều nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ máy bay không người lái UAV cảm tử Shahed của Nga. Theo báo cáo gần đây từ tờ Bild, kế hoạch này được chia thành 3 giai đoạn với mục tiêu cuối cùng là tạo ra một hệ thống phòng thủ toàn diện và hiệu quả chống lại các cuộc tấn công bằng UAV. Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch tập trung vào việc phát triển và triển khai các UAV 4 cánh có khả năng thực hiện nhiệm vụ đánh chặn. Các chuyên gia Ukraine đang nỗ lực cải tiến và lập trình lại các UAV nhỏ hiện có để chúng có thể thực hiện các nhiệm vụ phòng không. Theo báo cáo, mỗi tuần có khoảng 50 UAV trinh sát của Nga bị vô hiệu hóa bởi những thiết bị này và chúng thậm chí còn có khả năng đối phó với các UAV tấn công lớn hơn của đối phương. Tuy nhiên, hạn chế chính của giai đoạn này là tầm hoạt động ngắn của các UAV đánh chặn khiến chúng khó lòng đuổi kịp các UAV tấn công và có tốc độ cao hơn. Giai đoạn thứ hai của kế hoạch nhằm khắc phục hạn chế này bằng cách phát triển các UAV đánh chặn cánh cố định. Những thiết bị này được thiết kế để có khả năng theo dõi và đánh chặn các UAV của đối phương ở khoảng cách lên đến 60 km và độ cao tối đa 4 km. Sự cải tiến này sẽ giúp mở rộng đáng kể phạm vi bảo vệ của hệ thống phòng thủ Ukraine. Giai đoạn cuối cùng và tham vọng nhất của kế hoạch là phát triển một loại UAV đánh chặn được gọi là sát thủ Shahed, dự kiến được triển khai vào năm 2025. Thiết bị này được kỳ vọng sẽ có tốc độ tối thiểu 200 km/h và tầm hoạt động từ 200 km đến lý tưởng là 500 km. Một yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển là bảo đảm chi phí sản xuất hợp lý, cho phép triển khai rộng rãi. Ukraine đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế để hiện thực hóa giai đoạn này. Những nỗ lực này phản ánh chiến lược toàn diện của Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công trong bối cảnh xung đột kéo dài bằng cách kết hợp phát triển công nghệ nội địa với hợp tác quốc tế. Ukraine đang tìm cách xây dựng một hệ thống quốc phòng linh hoạt và hiệu quả, có khả năng đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai. Thưa quý vị, gần đây thông tin về việc Iran chuyển giao hỏa tiễn đạn đạo cho Nga đã gây ra nhiều phản ứng từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là từ phía Mỹ và Ukraine. Theo Ahmad Bakshaes Adestani, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Quốc hội Iran, việc chuyển giao này là một phần của thỏa thuận trao đổi hàng hóa liên quan đến việc nhập khẩu đậu nành và lúa mì. Adestani giải thích rằng Iran buộc phải tham gia vào trao đổi này để đáp ứng nhu cầu trong nước, bao gồm cả việc cung cấp hỏa tiễn và máy bay không người lái quân sự cho Nga. Tuy nhiên, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã bác bỏ báo cáo của The Wall Street Journal về việc cung cấp hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn cho Nga. Điều này cho thấy sự mâu thuẫn trong thông tin từ các nguồn khác nhau của Iran. Phản ứng từ Mỹ và Ukraine đã nhanh chóng được đưa ra. Tòa Bạch Ốc bày tỏ quan ngại trước thông tin này, trong khi Bộ Ngoại giao Ukraine cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng đối với quan hệ song phương nếu thông tin được xác nhận. Ukraine cho hay sẵn sàng phá hủy các hỏa tiễn đạn đạo mà Nga mới nhận từ Iran, nhưng điều này cần được các nước phương Tây giúp đỡ bằng cách cho phép sử dụng vũ khí tầm xa của họ. Andrei Ermak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, kêu gọi phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các kho chứa hỏa tiễn này trên lãnh thổ Nga.
Ông nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công như vậy sẽ mang tính chất phòng thủ và không nên được coi là leo thang xung đột. Một điểm đáng chú ý là sự phức tạp trong cơ cấu quyền lực của Iran. Theo nhà phân tích kinh tế Anatoly Nesmiyan, quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC hoạt động độc lập với chính phủ Iran và báo cáo trực tiếp cho lãnh đạo tối cao. Điều này có thể giải thích cho sự mâu thuẫn trong các tuyên bố chính thức của Iran. Tình hình này đang được cộng đồng quốc tế theo dõi chặt chẽ với lo ngại về tác động tiềm tàng của việc chuyển giao vũ khí này đối với cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Rất cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn The Saigon Post để cập nhật tin tức. Quý vị cũng đừng quên bấm nút like, chia sẻ cũng như đăng ký ủng hộ kênh quý vị nhé. Bản tin hôm nay đến đây cũng xin được kết thúc. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.